Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Ngày ấy, ông Gioan Tẩy Giả đến giảng trong hoang địa xứ Giu-đê-a rằng: Hãy ăn năn thống hối, nước trời gần đến. Chính ông là người mà tiên tri Isaiah đã tuyên báo từ trước rằng có tiếng kêu trong hoang địa: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng. Bởi vì chính Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu, uống mật ong rừng. Bây giờ dân thành Jerusalem, khắp xứ Judea, các miền lân cận sông Jordan đều tuôn đến với ông để thú tội và chịu phép rửa do tay ông trong sông Jordan. Thấy có một số đông người biệt phái và các văn nhân cũng đến để xin chịu phép rửa, ông Gioan liền bảo: Hỡi loài rắn độc, ai bảo các ông trốn tránh cơn thịnh nộ hồng đổ xuống trên đầu các ông? Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối của mình. Chớ có tự phụ mà nghĩ rằng tổ tiên chúng ta là Abraham. Vì tôi bảo cho các ông hay, Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá này trở nên con cái Abraham. Đây, cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây, cây nào không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi, bỏ vào lửa. Phần tôi lấy nước mà rửa, để các ngươi được lòng sám hối. Còn đấng sẽ đến sau tôi, có quyền năng hơn tôi không đáng xách giày cho người. Chính đấng ấy sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và trong lửa. Ngài cầm cái nia trong tay mà sảy lúa của Ngài, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Tôi chỉ nói một nhận xét, rồi cha Thắng sẽ giúp chúng ta chia sẻ bài tin mừng hôm nay. Lúc tôi ở Đà Lạt, có dịp đi với các em hướng đạo sinh rất nhiều lần, đi bộ dọc cái phố đường Trần Hưng Đạo, ai cũng biết. Đi ngang nhà thờ Con Gà, tức là nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt, tôi thấy không nói, không dặn, tất cả các em hướng đạo sinh dù đi bộ trên lề đường đều cất mũ, cúi đầu chào một cách cung kính. Tôi rất phục. Rồi đi khỏi tiểu khu, đi lên dốc của biệt thự Thánh Tâm, nơi đó có một ngôi thánh đường cũng uy nghi, cũng cao đẹp, của Église Réformée, dịch là Hội Thánh Tinh Lành Phục Hưng. Thì tôi không thấy em nào chào ấy. Cũng tháp chuông, cũng thánh giá. Tôi lấy làm lạ, tôi hỏi các em, nó dừng lại: Sao không em nào cất mũ chào? Nó cười, và một em nói: Trong đó không có Chúa. Tôi để câu hỏi đó, tôi không trả lời, và cũng không hỏi quý ông bà rằng trong các nhà thờ của các giáo hội khác có Thiên Chúa không? Hay là mình bo giữ y như mấy ông biệt phái và mấy người văn nhân thuộc phái Sadduceo hôm nay đến gặp ông Gioan và tự nghĩ rằng trong bụng ông nghĩ mình là con cháu Abraham, đương nhiên là Thiên Chúa là của mình chứ không phải của người khác. Câu trả lời đó mình sẽ tìm dịp nào đó để cùng trả lời. Mời cha Phêrô Nguyễn Đức Thắng, lâu lâu ông bà anh chị em thay đổi món ăn chút. Cha vừa đẹp trai mà lại vừa trẻ nữa. Cảm ơn cha rất nhiều. Kính thưa cha, kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến. Đầu thánh lễ, cha chủ tế có ngỏ ý mời con chia sẻ. Con sở dĩ con nhận lời là bởi vì các bài đọc tin mừng, các chủ đề của mùa bạo ngày hôm nay mời gọi người khác tỉnh thức. Nếu con nói là con chưa có soạn bài, cha nói ông cha này mê ngủ, không có tỉnh thức, không có chuẩn bị sẵn sàng.
nên con cũng làm liều nói đại và thưa dạ được để con chia sẻ với quý ông bà anh chị em. Ngày đó là con lấy hết sức can đảm của mình để chia sẻ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, như vừa nói, chủ đề tỉnh thức đang là chủ đề chính của mỗi thánh lễ chúng ta cử hành trong mùa vọng. Thánh Gioan trong bài tin mừng ngày hôm nay, Ngài nhắc nhở cho từng người, từng giới một luôn luôn phải biết tỉnh thức, cho dù đó là thường dân, là binh lính, là pha-ri-siêu, là sa-đốc, mỗi người đều phải tỉnh thức. Cũng thế, không phải chỉ có những người giáo dân mới là những người cần phải thức tỉnh, cần phải ăn năn sám hối. Chính Đức Giáo Hoàng cũng mời gọi mỗi linh mục, các linh mục cũng cần phải quay trở lại, phải sám hối, phải chạy đến tòa cáo giải để xưng tội, để từ đó mình được ơn hòa giải với Chúa và mọi người, rồi mình mới có khả năng để giúp lại cho những người khác. Tôi kể câu chuyện sau đây để một phần nào minh chứng điều đó, giải thích một chút. Vào mùa vọng sắp tới, ông cha sở ông mới nghĩ là mùa vọng này mình cần phải giúp đỡ người khác ở gần nhà mình ấy. Có một đôi vợ chồng chuyên môn cãi nhau thường xuyên nhiều lắm. Thế bảo thôi bây giờ mình sẽ nhắc nó để giúp nó tỉnh thức. Thì tới hôm đó cha ra, cha thấy ngay trùng lúc nó hai đứa người vợ người chồng đang cãi nhau. Cha nói: này chúng con nè, mùa Giáng sinh sắp tới rồi, chúng con bớt cãi nhau đi. Cha thấy chúng con cãi nhau tuần nào cũng có to tiếng, tuần nào cũng có cãi lộn chỉ với nhau hoài như vậy, làm như thế nào mà vợ chồng với nhau mà không biết yêu thương nhau mà cãi nhau hoài như thế. Chồng đang ở trong cơn nóng nó mới đập bàn rầm một cái nói: thưa cha, con với vợ chồng con cãi nhau mười mấy năm nay mà tụi con vẫn còn ở với nhau, con thấy cha về đây chưa được một năm mà cha đuổi hết ba bà bếp rồi. Lúc đó ông cha mới thấy mình cũng cần phải thức tỉnh. Dĩ nhiên chúng ta không thể so sánh giữa chuyện vợ chồng, chuyện giữa người giúp việc với cơ cha sở. Nhưng mà ở đây có nghĩa là như khi cha chỉ lo, linh mục chỉ lo giúp người khác thức tỉnh, lo để ý người khác, mà quên đi bản thân mình cũng cần phải thay đổi. Bản thân mình cũng phải cần phải để ý tới cái nhiều lúc mình nóng giận, nhiều lúc mình sống không có đẹp lòng Chúa, không sống đẹp lòng mọi người, mình không để ý tới bản thân mình luôn luôn quan tâm, để ý nhìn tới người khác. Và đôi khi cái đó lại là cái xu hướng của mỗi người chúng ta. Nhiều khi mình mỗi lần nói tới vấn đề quay trở lại ăn năn, mình dễ để ý tới người khác, tội người này, tội người kia, yếu đuối của người khác, mình không có nhìn vào bản thân. Như vậy thì Chúa muốn cho mỗi người chúng ta luôn luôn biết tỉnh thức, luôn luôn biết quay trở lại với Chúa. Cái mà chúng ta tỉnh thức khó nhất đó chính là cái ý nghĩ, những cái gì chúng ta suy nghĩ trong đầu mình, những gì chúng ta nghĩ về người chồng, nghĩ về người vợ, nghĩ về đứa con mình luôn luôn cần phải thay đổi. Mình không thể đóng khung họ ở trong cái lối suy nghĩ của mình. Đừng có nó bao giờ nói rằng: ôi, người vợ của tôi, người chồng của tôi đã ở 5, 10 năm rồi, 20 năm rồi, ông ấy là như thế, bà ấy là như thế, và chúng ta dứt khoát không thay đổi về họ. Câu người ta vẫn thường nói, đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Nếu chúng ta biết thay đổi cái quan điểm, cái nhìn của mình về người khác, mình sẽ thấy họ không xấu như mình tưởng. Người chồng, người vợ của mình, họ sẽ không xấu như mình tưởng. Nếu chúng ta thay đổi, mình sẽ thấy họ cũng là những con người rất đáng yêu, rất đáng được yêu thương hơn là được trách móc. Còn nếu mình không có thay đổi cuộc sống của mình luôn luôn chỉ thích nhắc nhở người khác, khuyên dạy người khác, luôn luôn tìm mọi cách. Khi chúng ta làm như thế, khiến bảo người khác, nhìn người khác, chúng ta rơi vào cái tình trạng chúng ta là những con người kiêu ngạo. Bởi vì mình nghĩ mình luôn luôn tốt hơn người ta, mình không cần phải thay đổi. Cũng thế, thay đổi trong cái lối suy nghĩ, ngay cả trong những cái việc làm hàng ngày của mình. Đôi khi những cái chúng ta cứ tưởng là do mình làm, tôi làm ra tiền, tôi vất vả, tôi đổ mồ hôi, tôi có quyền tôi enjoy, tôi có quyền tôi làm cái tiền của tôi muốn làm gì tôi làm. Đó là những cái lối suy nghĩ thông thường. Nhưng nếu chúng ta thức tỉnh, chúng ta sẽ thấy mình không có quyền làm điều đó hoàn toàn. Có một cha người Mỹ kể cho tôi câu chuyện có thật trong gia đình của Ngài như sau. Năm đó trúng mùa, ông anh của cha làm nghề farm, anh rể.
khi mà trúng mùa như thế, người vợ nói là chúng ta hãy đi tạ ơn Chúa và dâng một phần của hoa lợi của mình để giúp người nghèo. Ông cha, ông anh rể của cha phản ứng liền: tôi làm việc đổ mồ hôi, tôi vất vả cả năm nay, mấy năm trước tôi đâu có được trúng như năm nay có cái mùa, tôi để cho tôi có cái quyền tôi làm, tôi thưởng thức cuộc sống một chút. Ông ta phản ứng rất mạnh cái chuyện đâu phải là Chúa làm đâu, bao nhiêu năm nay tôi vất vả thì không nói, năm nay trúng thì lại nói là đi cám ơn Chúa là như thế nào. Không may cho ông ta, chúng ta phải nói trước là không phải Chúa phạt ông, mà một biến cố tình cờ xảy ra trong cuộc sống. 2 tuần sau đó ông ta bị một tai nạn cơ giới, ông ta bị đứt 2 cánh tay. Ông ta bị đứt 2 cánh tay. Khi nằm lại ở trên giường bệnh, ông ấy mới ý thức như thế này: như thế từ trước đến nay cái sức khỏe của mình đâu phải do mình có, đâu phải mình muốn có sức khỏe là mình có sức khỏe. Cũng thế đối với chúng ta nhìn lại trong cuộc đời của mình, đâu phải mình muốn có cái trí khôn cỡ nào là mình có cỡ đó, đâu phải mình có cơ hội nghề nghiệp mình muốn có là có, đâu phải cái sức khỏe của mình muốn có là có. Nằm trong giường bệnh, ông mới cảm thấy rằng tất cả những gì mình có từ trước tới nay, kể cả nghị lực, sức khỏe, cái công việc của ông ấy, là ơn trên ban cho, ơn trên ban cho. Bây giờ ông muốn cái sức khỏe không còn được nữa. Lúc đó ông mới thấm thía thấy cuộc đời rằng tất cả đều là hồng ân, tất cả đều là ân huệ. Nếu chúng ta làm được như thế nào, chúng ta cũng cần có những bổn phận để chia sẻ với những người kém may mắn hơn. Đó, ông ta mới ý thức điều đó. Tôi thấy một cái biến cố xảy đến bất ngờ, một cái tai nạn, nhưng mà qua đó ông ta thức tỉnh lại, ông ta nhìn lại toàn bộ cuộc sống của mình, và ông ta mới cảm thấy mình phải thay đổi cuộc sống. Cho nên khi chúng ta nhìn lại trong cuộc đời của mình phải để xem những cái biến cố xảy ra. Qua những cái biến cố đó, chúng ta đọc thấy ý của Thiên Chúa, chúng ta đọc thấy Chúa muốn nói gì với chúng ta qua những biến cố đó, và đó là điều Thiên Chúa muốn. Mỗi biến cố của chúng ta xảy ra trong cuộc đời của mình, mỗi lời người khác nói, mỗi những cái phản ứng của người khác, hay là trong gia đình của những đứa con nó phản ứng lên cha, lên mẹ, của người mẹ nhắc bảo cho con hay cho chồng, tất cả những cái đó, chúng ta phải đừng có suy nghĩ theo lối cũ. Nếu chúng ta suy nghĩ theo lối cũ, chúng ta dễ dàng phản ứng. Mà nếu chúng ta lắng nghe với một trái tim rộng mở, chúng ta sẽ đón nhận và chúng ta xem coi điều đó tốt cho tôi như thế nào. Cũng có một câu chuyện nó liên quan tới vấn đề chúng ta chỉ thích nghĩ tới người khác và yêu cầu người khác tỉnh thức thay đổi, mà nhiều khi chúng ta làm cũng không đúng nó quá hết. Câu chuyện vui vui sau đây như thế này: một cha nọ thích nhắc người khác, cũng lại một cha nữa, không biết có ảnh hưởng gì tới cha không, luôn luôn thích nhắc người khác. Cha mới bảo là có một cái anh chàng hay say rượu lắm, say rượu mà mỗi lần say rượu ông đến ông hay hỏi những câu khó lắm. Đôi khi hỏi những câu mà: thưa cha, ông A Dăm ông có cái gốm không? Thưa cha, tại sao mà Chúa bỏ ngay ngày hôm nay ngươi được lên thiên đàng với ta, nói với kẻ trộm, tới 3 ngày sau Chúa sống lại? Bà Magdalena tính ôm xuyên Chúa, Chúa là bảo đừng ôm ta vì ta chưa về cùng cha ta. Ông hỏi những câu nhiều khi nó khó trả lời, mà cha thấy là hôm nay ông này lại xỉn, ông không muốn gặp ông cái ông đó, ông mới quay mặt đi. Cái ông cũng say say, ông nói: thưa cha, con chào cha. Cha cũng giả bộ không nghe, lấy sách ra đọc: thưa cha, con chào cha, mà sao cha không trả lời? Có gì đó. Bây giờ ông này nói ngay, bắt đầu hỏi liền: thưa cha, sao mà tay người ta bị run? Ông cha là mày chết. Dựa vô cái đó, ông mới bắt đầu ông dạy trong này một bài học. Ông nói rồi nè: uống rượu cho lắm vào thì run tay, ăn chơi cho lắm vào thì run tay, đi đêm đi hôm cho lắm vào thì nó run tay. Sao, bị run tay sợ chưa? Sợ rồi à? Dạ thưa cha, con không có bị run tay, sáng nay con đọc báo con thấy Đức Giáo Hoàng thì đó, ông cha sợ pháo gấp cuốn sách được thẳng vô nhà tái mét mà. Cái chuyện vui thôi, nhưng mà chúng ta muốn dừng lại ở đây thì chút để muốn nói lên chúng ta phải luôn luôn thay đổi cuộc sống của mình trước, luôn luôn thay đổi, luôn luôn tỉnh thức và nhìn vào cuộc đời của mình, nhìn vào trong gia đình của mình. Khi nói tỉnh thức, khi nói thay đổi, đừng nhìn vào những người khác, đừng quá chú tâm chú trọng tới người khác. Mỗi người có một cuộc sống, mỗi người có một hoàn cảnh, mỗi người có một cái tiểu sử cuộc đời của mình riêng, và chúng ta sống ở trong cái tiểu sử trong hoàn cảnh đó, chúng ta biết như thế thôi.
Còn người khác chúng ta không có thể hiểu hết, hiểu thấu được họ như thế nào. Do đó chúng ta hãy cởi mở tâm hồn mình hơn để đón nhận cả những cái yếu đuối, cả những giới hạn, cả những tội lỗi của người khác nữa. Người khác đây không phải những ai xa lạ, khi đó chính là cha, là mẹ của mình, là người chồng, người vợ của mình, hay là những đứa con của mình, hay những yếu đuối giới hạn, thì chúng ta cần rộng mở. Và trước hết chúng ta cần thay đổi chính bản thân mình và gia đình của mình. Vậy thay cho lời kết, con xin được chúc cho quý cha, cha quản nhiệm, cha phụ tá, cũng như toàn thể quý ông bà, anh chị em trong cộng đoàn Việt Nam ở Perth này một mùa Giáng sinh tràn đầy lành và đón nhận được nhiều hồng ân của Chúa, để chúng ta luôn luôn sống trong tỉnh thức, luôn luôn biết thay đổi để cuộc sống của chúng ta được hạnh phúc, được bình an hơn. Xin hết.